Và chúng ta đang chờ những thủ tục cuối cùng của trọng tài trước khi trận đấu ngày hôm nay được bắt đầu. Bóng sẽ bật về phần sân bên phía tay phải. Ngay lúc này thì trọng tài cũng đã cất còi bắt đầu thời gian thi đấu chính thức của trận đấu các cầu thủ FC Hùng Dũng. Và đá phạt sẽ là cơ hội tiếp theo dành cho các cầu thủ FC Hùng Dũng. Và người đang đứng trước cổng đó là Thanh Thái. Không vào. Đây là Phạm Vũ. Không được. Và đá phạt góc sẽ là cơ hội tiếp theo. Không được. Bóng đã đi không chính xác. Nhưng hiện tại thì vẫn chưa có bàn thắng mở tỷ số cho đến thời điểm hiện tại. Không vào. Khá nguy hiểm với tình huống ra chân của cầu thủ mang áo số 18 đó là Đình Văn. Anh đang đe dọa được nhiều đối với khung thành của các cầu thủ FC Hùng Dũng. Đây là Bá Hiền. Bá Hiền đang là người có bóng. Và còn đây không vào. Vậy pha áp sát của Văn Lâm vẫn chưa đủ để có thể đưa bóng vào lưới của các cầu thủ FC Trà Vinh. Quá đáng tiếc với tình huống bóng vừa rồi. Vậy những ý đồ của các cầu thủ FC Trà Vinh dường như đã được nắm bắt bởi đối phương. Quả đã rất tốt thì bóng lại không thể đi vào lưới của các cầu thủ FC Hùng Dũng. Cao hiểm và còn không vào. Bóng đã lăn trước vạt vôi của các cầu thủ FC Trà Vinh. Và đang là Thanh Huy. Và bóng vào trong, không vào.